Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi tiếp tục của quý vị. Và sau đây là phần tin châu Á. Từ Bắc Hàn, thưa quý vị, ông Kim Jong-un giao cho em gái Yo Jong nhiều trách nhiệm hơn. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã giao nhiều trách nhiệm hơn cho các phụ tá của mình, bao gồm cả em gái Kim Yo-jong, cơ quan gián điệp của Nam Hàn tuyên bố. Cơ quan gián điệp cho biết ông Kim vẫn duy trì quyền hành tuyệt đối, nhưng đã giao nhiều lĩnh vực chính sách khác nhau cho người khác để giảm bớt mức độ căng thẳng của mình. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn cho biết thêm, bà Kim hiện đang điều hành các công việc chung của nhà nước. Bà Kim là em gái của Kim Jong-un và là người duy nhất trong số các anh chị em của ông được coi là đồng minh thân thiết và quyền lực. Bà sinh năm 1987. Bà Kim kém ông Kim 4 tuổi. Hai người sống và học tập tại Bern, Thụy Sĩ cùng thời điểm. Quay sang Nam Hàn. Nam Hàn đang có nguy cơ bị đợt dịch thứ hai với 300 ca mới. Theo hãng tin Yonhap, hôm 20 tháng 8, 2020, số ca dương tính mới với virus corona tại Nam Hàn đã tăng vọt ở mức 3 con số trong 7 ngày liên tiếp, chủ yếu liên quan đến một giáo phái ở Seoul, gây lo ngại cho một đợt dịch thứ hai. Nam Hàn có thêm 288 người bị lây nhiễm, nâng tổng số các ca dương tính với COVID-19 lên 16.346 người. Con số này thấp hơn đôi chút so với 297 ca hôm qua. Nhưng đây là ngày thứ 7 liên tiếp số người nhiễm mới lên đến đơn vị hàng trăm. Tổng cộng trong tuần có trên 5.000 ca dương tính. Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip nhận định, tuần này là thời điểm quan trọng để đánh giá xem Hàn Quốc đang đối mặt với một đợt dịch thứ hai hay không. Nguy cơ lây nhiễm tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận hiện cao hơn bao giờ hết. Từ nước Úc, các trường hợp virus mới ở bang điểm nóng của Úc đạt mức thấp nhất trong 5 tuần. Úc đứng đầu về mức gia tăng hàng ngày thấp nhất trong số các ca nhiễm coronavirus trong 5 tuần hôm thứ Sáu vừa qua, khi bang Victoria gần điểm đóng cửa giữa chừng. Trong khi phần còn lại của Úc nới lỏng các hạn chế, bang chính chiếm 1/4 dân số Úc đang ở trong tình trạng khóa cửa 6 tuần do làn sóng nhiễm virus thứ hai. Victoria báo cáo có 179 trường hợp mới trong 24 giờ, từ 240 ca một ngày trước đó và giảm từ hơn 700 ca một ngày hai tuần trước. Tiểu bang báo cáo có 9 người chết. Bang đông dân nhất nước Úc, láng giềng New South Wales, vừa báo cáo một trường hợp mới khi một nội các khẩn cấp gồm các nhà lãnh đạo liên bang và bang thảo luận về viễn cảnh nới lỏng việc đóng cửa biên giới bang đã diễn ra trong nhiều tháng. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews cho biết, số trường hợp mới ở bang của ông đã giảm nhanh hơn dự kiến sau khi bang áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm và đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh. Đến với Thái Lan, cuộc biểu tình ở Thái Lan có 9 nhà hoạt động bị bắt. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 9 người trong một cuộc truy quét nhắm vào các nhà hoạt động liên quan đến những cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây. Trong số 9 người có luật sư Anon Nampa, người bị buộc tội liên quan tới một cuộc biểu tình, trong đó ông đã kêu gọi cải cách chế độ quân chủ. Chế độ quân chủ của Thái Lan từ lâu đã được bảo vệ trước chỉ trích, vốn bị xử theo luật tội khi quân và các luật hạ khác. Nhưng trong những tuần qua, sinh viên và các nhà hoạt động khác đã xuống đường kêu gọi cải cách thể chế. Ông Anon, 36 tuổi, là người đầu tiên công khai phá bỏ lệ cấm kỵ vào đầu tháng này và kêu gọi cải cách tại một cuộc biểu tình ở Bangkok, vốn lấy nguồn cảm hứng từ Harry Potter. Những người bị bắt đã bị buộc tội gây rối, kích động chống chế độ và có thể phải đối mặt với án tù tới 7 năm. Các nhà hoạt động cho biết họ đã nhìn thấy danh sách của cảnh sát có tên 20 người nữa có thể bị bắt giữ trong tương lai gần. Đó là phần tin châu Á. Sau một phần thông tin thương mại, Hồng Hà và Toàn Bang sẽ trở lại với bản tin Việt Nam có các tin chính như sau. Việt Nam không tham gia diễn tập hải quân lớn nhất thế giới. Trung Quốc thông báo sơ sài về xả lũ. Việt Nam lo cho tình huống khẩn cấp.